Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Xác định 32 người tử vong trong vụ cháy quán karaoke, tạm ngừng tìm kiếm. Thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương tối nay mùng 7 tháng 9 cho hay, đến 20 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ của Công an tỉnh Bình Dương và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tìm thấy tổng cộng 32 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú. Trong số các nạn nhân mới được phát hiện, nhiều người được tìm thấy tử vong trong toilet của phòng karaoke. Cùng lúc này, lực lượng cứu nạn cứu hộ cũng tạm ngừng việc tìm kiếm, rút bớt lực lượng. Hiện trường vẫn đang được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Quán karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An có 30 phòng hát. Khoảng 20 giờ ngày 6 tháng 9, lửa bất ngờ bùng phát tại tầng 2 của quán, sau đó lan nhanh. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương được điều động gồm 70 chiến sĩ, 10 xe chuyên dụng, xe thang tới chữa cháy, đưa được 22 người từ sân thượng xuống đất. Tuy nhiên, ngoài những người tự tìm cách thoát ra ngoài, có một số nhảy lầu bị thương khá nặng. Công an Bình Dương cũng đã vất vả hỗ trợ lực lượng chữa cháy suốt gần một ngày qua. Đồng thời, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng cử lực lượng, phương tiện cùng hơn 20 chiến sĩ đến hỗ trợ Công an Bình Dương triển khai công tác cứu nạn cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương gửi Văn phòng Chính phủ và Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do chập điện dẫn đến hỏa hoạn.